Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự ngày hôm nay. Và trong tuần này, ngoài hai vị khách bình thường của chương trình là anh Võ Nguyễn Duy Khôi và tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúng tôi có một người khách đặc biệt từ xa đến, đó là chị Thu Sương, tức là ca sĩ Hạt Sương Khuya đến từ Paris. Và chị thì là một ca sĩ nhưng mà hình như cũng chưa bao giờ hát phòng trà hay là ra ban nhạc, kiểu là phải một ca sĩ bình thường quá mà. Nghĩa là chị là một người sống bằng, có một cái công việc làm riêng nhưng mà có thêm cái nghiệp là ca, và với cái dòng nhạc nổi tiếng, với dòng nhạc là hát cho quê hương hay là những bài nhạc mà hát cho những người đấu tranh. Thì như chị nói trong cái chương trình cái phần trước đó, với cái thảm trạng như vậy đó, chị nghĩ là cái âm nhạc, cái người nhạc sĩ và ca sĩ có thể giúp thay đổi được cái suy nghĩ của người ta. Dạ vâng, thưa anh, cái trước nhất là Thu Sương phải đính chính ngay là Thu Sương không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Thu Sương chỉ là một người nghệ sĩ có những cái nỗi trăn trở về quê hương, về đất nước, về thân phận con người. Thì nó tự động cái con tim mình nó mách bảo mình, nó dẫn dắt mình theo cái suy nghĩ của mình. Thu Sương nghĩ là âm nhạc nó cũng là một cái vũ khí, một cái mũi nhọn để mà bổ túc thêm cho những cái việc làm khác nó lớn hơn mà Thu Sương thì chỉ có thể làm được ở trong cái phạm vi khả năng của mình, đó là truyền tải những cái tâm tư của mình, những cái suy nghĩ của mình và những cái vấn nạn của đất nước qua âm nhạc. Và đặc biệt lần này Thu Sương đến đây thì có nhạc sĩ Đình Đại cùng đi theo. Và đặc biệt nhạc sĩ Đình Đại là một người em tinh thần của Thu Sương. Và Đình Đại có cái những cái suy tư cũng gần như là giống như Thu Sương, là có thường hay theo dõi về cái vấn nạn của Việt Nam. Thì Đình Đại thường hay sáng tác ra những cái ca khúc như vậy. Thì Thu Sương nghĩ cái âm nhạc nó là một cái cơ hội để nó kết tụ người ta, gắn bó lại với nhau. Thì tất cả những gì mà Thu Sương đang làm đây không phải là để chờ đợi một cái điều gì đó nó to tát, mà Thu Sương cũng giống như muốn đi đến khắp mọi nơi để truyền tải một cái thông điệp về yêu thương, về con người, về thân phận, cũng như về tất cả những gì mà đang xảy ra ở trong quốc nội. Mà qua âm nhạc thì chúng ta có thể nhìn ra được, tại vì những ca khúc đó đều được sáng tác ở trong cái giai đoạn khi mà vấn nạn Formosa xảy ra và cho đến bây giờ, thưa anh. Ồ, đó là những ca khúc mà chị sẽ trình diễn. Dạ, thưa vâng, dạ. Tôi xin có thêm vài lời để về vấn đề này là ở chỗ này. Hiện giờ đó thì cái chính là ở Việt Nam là họ cố gắng bưng bít tin tức, bao giờ cũng vậy hết. Và đây là một cái cách tranh đấu mới, là những cái mạng xã hội để họ lên cái tiếng nói của dân chúng. Và cái tiếng nói của những cái mạng xã hội hay là những cái nhóm tranh đấu là cố gắng làm sao cho không những dân tại hải ngoại nhưng mà tại quốc nội nữa thấy những cái chuyện đó, là chúng ta gọi là bên Mỹ nó dùng cái chữ là we care, nghĩa là chúng tôi tiếp tục để ý và chúng tôi tiếp tục nên là đóng góp với quý vị trong cái việc này, trong cái tranh đấu của quý vị. Thì tôi chỉ nhắc là vậy, khi mà cái chuyện Formosa nó xảy ra đó thì tôi có mặt ở Hà Nội. Tôi đi với một cái phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 5 năm ngoái. Vâng. Để lo cái vụ gọi là nghĩa trang Biên Hòa. À, đi với nhưng mà rốt cuộc thì họ cũng lờ rồi họ cũng nói là không thôi, không phải họ. Bây giờ họ cũng nói chúng tôi cho quý vị làm những cái gọi là cá nhân tới để sửa sang cái nghĩa trang Biên Hòa, nhưng mà không cho một cái hội đoàn nào hay là những người hải ngoại về giúp. Thì đó là mình thấy là nếu mà mình thấy một cái chính quyền đó, đây là quý vị là nói về Formosa, nhưng mà một cái chính quyền mà không có thể nào mà giải oan được cho những người chết đó, thì làm sao mà cho làm cho những người sống được. Thì đây nó là một cái chuyện nó rõ ràng lắm. Thì chúng tôi cũng có đề nghị là giúp đỡ để nghiên cứu, lúc đó nó chưa có gì hết, nó mới xảy ra thì cho các cái chuyên gia để vào nghiên cứu những cái nước tại cái vùng đó, thì là họ từ chối liền, rõ ràng là thì bị vậy đó. Mà cái chuyện mà nói là bây giờ chúng ta thấy là các cái ngư dân Việt Nam bị bắt tại Indonesia, tại Malaysia, tại sao, là tại vì những cái người họ không làm được ở bờ biển Việt Nam thì họ phải đi chỗ khác. Thì và nó gặp những cái tai nạn khác, thì
tôi muốn nhắc lại ở đây là cũng là một cái trong cái truyền thống của người Việt Nam là cố gắng mình làm sao mình đóng góp cho cái xứ sở, và đây là những cái người trẻ họ tranh đấu và họ dùng, mỗi người có cái chuyên môn riêng, có người thì là dạy học, có người thì là hát, thì chị ở đây là chị dùng cái tiếng hát và dùng cái chuyện này để cho gây lợi cho đồng bào, để cho biết tin tức hơn về vấn đề mà tranh đấu của những cái người mà không có tiếng nói. Tôi dùng cái chữ dùng cho giúp những người không có tiếng nói ở Việt Nam. Và lần này chị sang Cali, và trong cái đêm trình diễn cũng sẽ có sự có mặt của nhạc sĩ Đình Đại. Dạ, lần đầu tiên đến thăm Cali. Dạ thưa vâng, Đình Đại là lần đầu tiên qua Hoa Kỳ thưa anh. Dạ. Hôm nay rất tiếc là anh Đại không có tham gia vào chương trình của mình được. Dạ. Mà nếu mà các khán giả nào mà chưa bao giờ gặp mặt nhạc sĩ Đình Đại đó, thì còn trẻ lắm phải không ạ? Và gần như là trẻ hơn tất cả mọi nhạc sĩ mà dạ, cá nhân tôi đã biết rồi đó giờ. Dạ vâng, thật ra thì Đình Đại là một người trẻ và rất có tâm huyết. Tôi xin rất là mong mỏi là tất cả quý vị nếu có thể bớt chút cái thời gian để vào ngày đêm thứ bảy này để đến để nghe Thu Sương và Đình Đại trải bày cái tâm tình của mình qua âm nhạc. Và Thu Sương nghĩ và tin chắc rằng là khi quý vị đến đó và nghe qua những cái ca khúc đó, quý vị sẽ cùng có một cái nhìn như Thu Sương. Đình Đại là một người trẻ nhưng rất có tài và rất có tâm hồn và rất có cái tấm lòng với quê hương đất nước. Thu Sương tin chắc mỗi khi sau cái chương trình này khi ra về sẽ để lại trong lòng quý vị rất nhiều những cái suy tư, những cái suy ngẫm, và có thể qua đó để chúng ta có thể có được một cái sự nối kết với nhau, liên kết với nhau để làm sao chúng ta tìm được một cái giải pháp hay hơn, tốt hơn để mà chúng ta giành cái quyền sống lại, giành cái quyền độc lập lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dạ. Nhạc sĩ Đình Đại cũng là một ca sĩ sẽ cùng hát với chị. Vâng, đặc biệt ở nơi Đình Đại là Đình Đại là một người có cái khả năng vừa sáng tác và có cái khả năng hát và nói là rất rất là tuyệt vời. Không phải bởi vì Đình Đại đi chung với Thu Sương mà Thu Sương đề cao Đình Đại, nhưng Thu Sương nghĩ nếu quý vị chịu bỏ bớt một thời gian mấy tiếng đồng hồ đến vào ngày thứ bảy này tại hội trường Việt Báo thì Thu Sương tin chắc là quý vị cũng sẽ có một cái nhìn như Thu Sương. Yeah. Chị có đến thăm hội trường rồi, có sợ là có sợ không đủ chỗ không? Thật ra mà nói đó thì Thu Sương đi cái con đường này cho đến bây giờ cũng đã rất nhiều năm, và Thu Sương cũng đã quen thuộc với lại số lượng người tham dự trong những cái chương trình như thế. Nó rất khiêm nhường, nhưng mà Thu Sương luôn có một cái niềm tin nếu mà chúng ta không bỏ cuộc và chúng ta cứ cố gắng mỗi một ngày chúng ta gieo thêm một cái hạt giống thì một lúc nào đó thì cây xanh nó sẽ nảy mầm lên. Thì con đường nó còn rất dài, Thu Sương không phải chờ đợi một cái kết quả trong cái việc làm của mình, mà Thu Sương nghĩ là mình đang là một người đi gieo hạt, và cái thế hệ nối tiếp những người trẻ hơn Thu Sương sau này họ sẽ giỏi hơn Thu Sương và họ sẽ gánh vác cái vai trò này. Thu Sương tin chắc là công cuộc đấu tranh của chúng ta nó sẽ còn rất dài, nhưng mà nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực thì cái ngày đó nó sẽ rút ngắn lại thôi anh. Yeah. Tôi thấy là cái vấn đề và đóng góp của quý vị là rất là phải được khen, vì phải có kiên nhẫn, phải có thì đúng là tôi nói nôm na là nghĩa là ăn cơm nhà giác hà giỏi. Yeah. Thì cái chuyện này là cái chuyện là chúng ta phải đáng khen, và cái này nó cũng cho thấy là chúng ta cái dân tộc Việt Nam là rất là kiên trì trong cái vấn đề tranh đấu của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói lên, nhiều khi chúng ta không nói lên, nhưng mà rất là lúc nào cũng phải kiên trì để tranh đấu, cũng như những người khác tranh đấu cho nhiều cái cơ hội khác, cho nghĩa là dân oan, cho người bị bây giờ là bị bắt, mấy người nghĩa là không đồng ý kiến bị bắt, thì đây đã là một cái chương trình mà giúp cho vấn đề môi trường ở Việt Nam, không những môi trường không, mà tranh đấu về cái vấn đề Formosa thì nó có dính tới vấn đề Trung Quốc nữa. Dạ, vâng, nghĩa là có vấn đề nghĩa là cũng nhiều cái mà nó nặng hơn nữa. Thì do đó đó tôi thấy là ở đây đó tôi xin đề nghị quý vị cố gắng ủng hộ và đi tham gia vào cái buổi trình diễn thứ bảy lúc 7 giờ tối tại hội trường Việt Báo ở đường Moran. Dạ vâng, dạ. Và theo tôi biết thì chương trình là vào cửa miễn phí đó chị. Dạ thưa vâng anh, dạ. Như vậy
Nhưng mà sau chương trình thì chị và nhạc sĩ Đình Đại có còn giờ để ở lại để nói chuyện, tiếp xúc với lại thính giả? Dạ vâng thưa anh, Thu Sương thì còn ở lại đến ngày 15, nhưng Đình Đại thì sang hôm sau phải trở về bởi vì Đình Đại phải đi làm thưa anh. Dạ. Khi tối hôm đó thì hai người có ở lại để tiếp thính giả sau đó? Dạ, tối hôm thứ Bảy thì Thu Sương và Đình Đại sẽ cố gắng dành cái chọn cái thời gian còn lại của mình. Nếu quý thính giả còn thương và còn ở lại thì chắc chắn là Thu Sương và Đình Đại sẽ dành cái thời gian đó để mà tâm tình cùng với quý khán giả. Dạ. Và nãy giờ mình cũng quên nhắc là chương trình cũng được cái sự hợp tác, tổ chức sự cộng tác của câu lạc bộ tình nghệ sĩ đúng không? Dạ vâng thưa anh. Dạ. Anh chị em, câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng sẽ có mặt và đóng góp một số tiết mục. Dạ. Nên kính mời quý thính giả cùng đến tham dự và chương trình vào tối ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 này. Cảm ơn quý khán giả và chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần kế tiếp của chương trình.